sẽ do Đại Đức Huy Niệm giảng giải mở đầu chương trình. Xin tất cả kim tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo, thành kính đảnh lễ Cung Thịnh Thượng Tọa Bi đọc kinh Tam Bảo. Kính dân Minh Đinh Sư ạ. Nhất tâm đảnh lễ Như Lai Bậc cũng tri túc thiện thể đang giải vô thử. Thế Tôn, để chánh pháp do Phật thiện thuyết thì thực hiện tiền ngày thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hưởng trí giả thân. Nhất chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như ý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đang nhận lệ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước lượng trong đời. Nguyện cầu quý đức, nguyện cầu quý đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý đức xin tam gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng tường, những mộng mị sâu, những nghịch duyên trở ngại đều mang tan. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, để cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bích Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tỷ Siêu cùng chư Tôn Đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ, Nhược Quỳnh kính chào đạo tràng. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay do trường bộ kinh Dikha Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt. Bài 34 kinh Thập Thượng Rasutta Rá Sutta 8.3 tám pháp cần được biến tri sẽ được Đại Đức Huy Niệm giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ Cung Thỉnh Ngài Tỷ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính nhân minh đến Ngài ạ. Xin hỏi vì có nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn Thượng Tọa Minh Hạnh. Anh ta buộc thầy kính linh lễ Đức Phật, kính linh lễ Giáo Pháp, kính linh lễ Chư Thiên Quang Địa Tiên Phật. Thật quý đại với quý vị, hôm nay và chúng ta học về tám pháp cần biến tri. Và tám pháp cần biến tri ở đây là chỉ cho bát phong, tức là tám cộng giới đời, hay là tám pháp thế gian được mất vinh dục, khen chê vui khổ. Và nếu như chỉ có nói chừng đó thôi thì chúng ta không biết sẽ tại sao tám pháp này được gọi là pháp cần phải biến tri. Ở đây khi mà chúng ta đọc ở trong kinh Tăng Chi Bộ thì chúng ta sẽ hiểu rõ tại sao tám pháp này cần phải biến tri, tức là cần phải rõ biết. Cuộc sống này nếu như mà chúng ta cứ để
cho cái sự thăng trầm của kiếp sống nó chi phối tâm đó, thì chúng ta khó mà tu tập được. Chính vì chỗ đó nên chúng ta cần phải rõ biết về tám pháp này và phải có một cái thái độ sống như thế nào khi mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh thân trầm của cuộc sống, được lợi mất lợi vân vân. Chúng ta cần phải hiểu như vậy, chứ không phải chỉ đơn giản là chúng ta định nghĩa cái danh từ, không phải chỉ đơn giản là chúng ta chỉ kể những cái chuyện xảy ra trong cuộc sống nó là như vậy rồi. Còn ở đây Đức Phật ngài phân tích rõ cái thái độ của kẻ vô phân phàm phu khi mà được lợi mất lợi, được danh mất danh, họ sẽ bị chi phối. Còn cái bậc thánh đệ tử, cái vị thánh đệ tử hiểu pháp, khi gặp cảnh thuận hay cảnh nghịch thì vị đó lại có một thái độ khác, thái độ tu tập, thái độ suy nghĩ có trí tuệ. Vì vậy cho nên vị đó sẽ đoạn tận được tha phiền não và thoát khỏi sanh và bệnh chết. Bài học hôm nay chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Nguyên Điện giảng giải. Và bây giờ thì xin mời cô Diệu Quỳnh đọc cho chính kinh, sau đó xin cùng tỉnh Đại Đức Nguyên Điện. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tỷ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Thai. Dạ, dạ con xin được đọc chánh kinh. Hôm nay thứ năm ngày 9, ngày 5 tháng 9 năm 2019, giáo trình trường bộ kinh Dikhanikaya bài 34, kinh thập thượng Dasuttara Sutta 8.3, 8 pháp cần biến tri, sẽ được Đại Đức Huy Niệm giảng giải. 34. Kinh thập thượng Dasuttara Sutta 8.3, 8 pháp cần phải biến tri. Attathamma bahukara Attathamma bhavetappa Attathamma barinyaya Attathamma bahatappa Attathamma hanapha Giya Attathamma visesappa Giya Attathamma dup ativiccha Attathamma uppa đề tập bà Attathamma avinyaya Attathamma satika tập bà. Có tám pháp có nhiều tác dụng, có tám pháp cần phải tu tập, có tám pháp cần phải biến tri, có tám pháp cần phải đoạn trừ, có tám pháp chịu phần tai hại, có tám pháp đưa đến thù thắng, có tám pháp rất khó thể nhập, có tám pháp cần được sanh khởi, có tám pháp cần được thắng tri, có tám pháp cần được tác chứng. Tám pháp cần biến tri. Katame atthamma parinyaya athalo katthamma la pho cha la pho cha sayo cha ayaso cha ninda cha basamma cha dukkhan cha dukkhan cha ime atthamma parinyaya parama. Thế nào là tám pháp cần phải biến tri? Tám pháp thế gian đắc và không đắc, không có thanh danh và có thanh danh,
chê và khen, lạc và khổ. Như vậy là tám ác cần phải biến tri. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học của Ngài Pháp Sư Giác Giới biên soạn. 401. Tám pháp cần biến tri. Ba rinh nhê gia thầm ma. Đây là tám pháp thế gian pháp. Lô các thầm ma, tám pháp đời, tám thói đời, tám pháp cần biến tri. Tắc ca mê á tha thầm ma ba rinh nhê gia. Dạ, con sai rồi, con xin đọc lại cái câu, con đọc lại một câu này. Dạ. Một, được lợi lá phá. Hai, mất lợi a phà a là phá. Ba, danh giá xá. Bốn, mất danh á giá xá. Năm, chê bai đinh đa. Sáu, khen ngợi. Ba sầm ma. Bảy, hạnh phúc xúc khá. Tám, đau khổ đúc khá. Tám pháp đời, được mất dinh nhục khen chê vui khổ này luôn soi tiện tâm chúng ta. Chúng sanh có hai mặt thuận cảnh và nghịch cảnh, tuy nhiên có sự khác biệt giữa vị thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu khi đối mặt với tám ngọn gió đời này. Kẻ vô văn phàm phu khi được lợi lộc, được danh, được khen, được hạnh phúc thì người ấy không nhận thức tính chất vô thường, khổ nên có sự tham đắm, hoan hỷ với lợi lộc ấy. Và khi bị mất lợi, mất danh, bị chê, bị khổ thì người ấy khởi lên sầu muộn do tâm bị chi phối với thuận cảnh và nghịch cảnh như vậy. Nó không thoát khỏi sanh, già, bệnh. Trái lại, một vị thánh đệ tử hiếu pháp, một vị thánh đệ tử hiểu pháp, khi gặp thuận cảnh, lợi lộc, danh tiếng, được khen, được hạnh phúc, hoặc nghịch cảnh, mất lợi, mất danh, bị chê, bị khổ, vị ấy khéo tác ý, nhận thức tính chất vô thường, khổ của sự kiện, nên không tham đắm, không buồn phiền. Nhờ vậy, vị ấy đoạn tận tham, sân, si và được khỏi sanh, già, bệnh, chết. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức huy niệm từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu để con kính nhân mít đến sư. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính nhân mít đến sư ạ. Kính thưa lạy, kính thưa lạy thượng tọa thượng sư cùng chư tôn đức, xin chào quý vị Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học về tám pháp cần phải biến tri. Và trong tám pháp này được đề cập nói đến bát phong, tức là tám pháp mà hằng làm cho chúng sanh, làm cho tâm tư của chúng sanh bị thay đổi, tham sân xoay vòng, và như vậy không thoát khỏi sanh già đâu chết. Trước khi bắt đầu, quý vị cùng với sư chúng ta làm lễ tam bảo, sau đó sẽ đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng con đã minh lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán đấng chánh đẳng giác. Chúng con đã minh lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng, có công năng hướng thượng đưa đến sự lễ cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đã minh lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng, những bậc đã được quyền thừa và thực hành theo giáo pháp, các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm,
là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý. À, trước hết quý vị có thể cho sự biết ở bên đó mà chúng ta có nghe được âm thanh rõ hay không? À, xin cảm ơn cô Nguyễn Quỳnh. Thưa quý vị, hồi nhỏ lúc mà xem những cái trước khi xem những cái vở kịch cải lương hay là những cái kịch bản, suy nhớ đến là đầu tiên người ta hay để một cái logo biểu tượng cho cái chương trình đó. Đó là một cái mặt nạ khóc mà một mặt nạ cười. Thì điều đó có nghĩa là gì? Điều này muốn ám chỉ cho tất cả những cái hình thức trong cuộc sống của chúng ta. Tất cả những cái thăng trầm, thuận nghịch đó, nó tạo nên cho mình cái sự vui thích hay là buồn khổ trong cuộc đời này. Và chính hai điều này, thưa quý vị, làm cho tâm tư của kẻ vô văn phàm phu không có được học biết những pháp của Bậc Thánh, không có tu tập, bị xoay vần theo những cái thuận nghịch của cuộc sống. Đó chính là gì, thưa quý vị? Ở đây được trình bày là được lợi, mất lợi, được danh, mất danh, khen chê, hạnh phúc và đau khổ. Tám pháp này có thể nói là những thứ mà chúng ta gặp rất là thường xuyên ở trong cuộc sống của chúng ta. Dù cho cương vị của ai cũng vậy. Khi mà mình tiếp cận bởi những cái gì đó mà mình lợi đắc á, hằng làm cho tâm của chúng ta nó dễ dàng nó bị đắm nhiễm. Và ngược lại, khi mà chúng ta không có được lợi lộc, nó mất đi, thì lúc bây giờ tâm của chúng ta bị buồn khổ. Điều này tại sao lại như vậy? Bởi vì mình không có khảo sát, không có thấy được cái tính chất thay đổi của cuộc sống. Thưa quý vị, có những thứ mà mình không thể nào mà mình giữ được hoài theo cái mong muốn của chính bản thân mình. Kể cả trong cái công việc làm ăn của chính bản thân, không phải lúc nào chúng ta cũng được thuận lợi về tài vật. Cái mà mình cần phải hiểu ra đó chính là đôi lúc mình phải biết chấp nhận cả hai yếu tố là được lợi và mất lợi. Bởi vì nếu như mà bản thân mình mà không có nhận thức ra được thì chúng ta sẽ bị mất thăng bằng, mất thăng bằng trong cuộc sống của chính mình.
đối với những trường hợp mà chúng ta có được nhiều những cái lợi ích thuận lợi trong công việc của bản thân phát sinh về tài vật, thì lúc đó nếu như không có biết chừng mực thì tâm tư của chúng ta sẽ bị đắm nhiễm. Điều này nó tạo ra một cái sự tích lũy tiềm tàng sau này. Nếu như có cái gì đó mà nó thay đổi đó, thưa quý vị, chúng ta bị mất đi những thứ mà mình đang được lợi ích, thì lúc bây giờ chúng ta khổ rất là nhiều. Có một lần sư cũng từng có nói chuyện với một vị sư bạn của mình, là khi ở hai trạng thái, ở lúc mà chúng ta không có được những cái lợi ích đó, cái sự khó chịu buồn khổ của nó thật ra nó không có nhiều bằng những lúc mà chúng ta có nhiều những cái lợi ích, có nhiều những cái thành tựu, nhưng mà mình bị mất đi. Càng có bao nhiêu được nhiều lợi ích thì lúc bây giờ mất đi, thưa quý vị, cái sự khổ nó tăng lên gấp bội. Điều này cho thấy rằng nếu như mà mình không có giữ được cái sự thăng bằng đối với được lợi, giữa được lợi và mất lợi, lúc bây giờ tâm tư của chúng ta nó sẽ bị dao động, nó sẽ bị dao động. Có rất nhiều những trường hợp ở trong kinh đề cập đến những câu chuyện, kể cả trong cái đời sống tu tập, nếu như mà đối với một vị tỳ kheo mà chỉ có nghĩ đến tài vật đó, thưa quý vị, đặt nặng đối với vật chất quá, thì như thế Đức Thế Tôn Ngài nói là vị ấy không phải là người thừa tịnh pháp. Chẳng hạn như trường hợp của Đề Bà Đạt Đa cũng vậy, chỉ vì có những cái vị phát sanh lợi lộc á, mà lúc bây giờ vị ấy thỏa thích. Khi có nhiều, càng nhiều thì tâm của vị ấy càng hả hê. Lúc đó các vị tỳ kheo cũng có bàn tán, và Đức Phật Ngài cũng nói rằng là chớ có đố kỵ trong cái trường hợp đó. Bởi vì cũng ví như là cây chuối, khi mà nó đơm hoa kết trái thì cũng chính là lúc nó bị chết đi. Quả thực là như vậy. Ở trong cuộc sống của chúng ta, nếu như mà mình không có quán xét và thấu hiểu được ở hai phương diện, được và mất, được lợi và mất lợi, thì lúc đó chúng ta sẽ rất là đau khổ, thưa quý vị. Một điều thứ hai đó chính là khen chê. Đây là một thứ mà mình gặp rất là thường ở trong cuộc sống của mình.
Nếu như mà chúng ta được khen, ở lúc đó mình không có giữ được nội tâm của mình thỏa thích với những lời khen đó, thì nó sẽ là cái tiền đề cho sự đau khổ. Ít nhất là cho dù lời đó nó có đúng đi nữa, thì đó cũng là một việc làm cho bản thân chúng ta bị đình trệ bằng cái sự tu tập của chính bản thân mình. Quý vị có biết rằng có một số những trường hợp những thầy dạy học, khi mà người ta hiểu được cái tiềm năng của mỗi cái người đệ tử, thì cái việc khen chê đối với những học trò của mình, vị ấy rất là thiện xảo để mà phân bố một cách hợp lý, một cách vừa đủ. Có một số trường hợp cần phải được khích lệ để cho đệ tử, để cho học trò của mình hoặc là những nhân viên dưới trướng của mình lấy đó làm động lực để mà phát triển. Nhưng mà cũng có một số những cái trường hợp cần phải được khiển trách, chê bai, để mà lấy đó cũng làm cái động lực cho những người đệ tử, cho những người học trò hoặc là những người ở dưới trướng của mình nhìn ra được, thấy những cái sai lầm. Thưa quý vị, giữa khen và chê đó, thực ra đây là hai cái yếu tố mà ở trong cái cuộc sống bình dân của chúng ta gặp rất là thường xuyên. Nếu như mà mình chỉ có thỏa thích giữa lời khen bao nhiêu, thì khi mà lúc mà chúng ta bị một ai đó chê bai, ruồng bỏ, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ khổ nhiều bấy nhiêu. Đây là một cái yếu tố mà có thể nói đối với phàm phu của mình, chúng ta khó có thể mà giữ được cái sự thăng bằng. Bởi vì những lời khen bao giờ nó cũng dễ dàng cho mọi người có sự ưa thích, trong khi những cái lời chê bai phần đông mà chúng sanh không có ai thích nghe những cái điều đó hết. Đối với vị thánh đệ tử đứng trước khen chê, thưa quý vị, vị ấy hiểu được tính chất của những điều này, và vì vậy không có vì nguyên nhân đó mà đánh mất thăng bằng của chính mình.
Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ. Đại đức Huy Niệm đã rất mít rồi, con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi điềm khuyết dùm mà. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con phải cầm mít để con thấy đạo tràng chạy mất tiêu. Dạ, sa thủ con kính dân mít đến ngài Tỳ Siêu ạ. Chúng tôi vừa thấy Đại Đức Quy Điện đã hồi lại trở lại. Ông quý vị có thấy Đại Đức Quy Điện vào rừng chưa? Ồ, Đại Đức Quy Điện đã vào rừng. Xin cũng Đại Đức có biết trở lại. Dạ, bây giờ quý vị có nghe âm thanh rõ chưa? Rồi, xin cảm ơn. Cho nên đối với giữa khen và chê, thưa quý vị, có thể nói rằng đây là hai pháp. Nếu như mà mình không có nhận thức được cái bản chất của nó, đánh mất cái sự thăng bằng của nội tâm thì chúng ta sẽ bị rơi vào tham sân. Có thể nói rằng điều này mình không có thể nào mà né tránh được. Cái vấn đề ở đây không phải là mình trốn tránh lời khen hay là chê bai. Bởi vì trong cuộc sống á, chúng ta muốn trốn tránh cũng không được. Chúng ta muốn trốn tránh hai cái pháp này cũng không có được đâu. Bằng chứng là quý vị thấy đối với Đức Phật là bậc toàn giác, ngài thành tựu tất cả những cái thiện pháp ba la mật, và có thể nói rằng thân khẩu ý của ngài được xem như là thanh tịnh một cách trọn vẹn. Cũng có rất là nhiều người tán thán, khen ngợi bậc đạo sư tán dương ân đức của Đức Thế Tôn. Tuy nhiên ngược lại cũng có một số những chúng sanh trong đó cũng có buông những cái lời chê bai về bậc đạo sư. Không phải là ngài chỉ có được khen không thôi mà không bị chê. Thưa quý vị, có những cái mà chúng ta cần phải nên hiểu như thế này. Trong cuộc sống của mình, đôi lúc chúng ta làm một cái điều gì đó nó rất là bình thường thôi, nhưng mà qua những cái hành động hay là một cái cử chỉ hay là một cái lời nói nào đó của mình, đôi khi chúng ta không có dụng ý gì xấu, chúng ta chỉ có nói với một cái hay là làm với một cái tâm tư rất là bình thường, nhưng mà cũng từ đó vẫn có hình thành khen hay là chê ở trong đó. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi thưa quý vị, chứ không phải là mình không thể nào thoát được, không thể nào thoát khen và chê. Cái quan trọng mà nằm ở chỗ là khi đối diện với khen và chê, thái độ tâm tư
của chúng ta như thế nào. Cái đó nó mới là vấn đề quan trọng thôi. Đó là điều mà mình cần phải để ý, chứ mình không có né tránh được. Cái pháp ở đây đó chính là, cái cặp tiếp theo đó chính là được danh và mất danh. Từ xưa đến nay, nếu mà nói đến cái sự tranh đấu của chúng sanh ở trong cuộc đời này, đúng không? Mình cũng có thể phân theo làm hai cái hình thức. Có những chúng sanh họ chỉ đặt nặng đến tài sản vật chất, tức là tài vật thôi. Nhưng mà cũng có những chúng sanh rất là đặt nặng, không có đặt nặng về tài vật nhiều, nhưng mà họ rất là chú trọng về cái thanh danh. Nhất là trong những thời xa xưa, trong những thời xa xưa, trong những gia đình mà có lễ nghi, có những cái nguyên tắc sống theo truyền thống, thì thanh danh được xem như là đứng đầu. Họ có thể chấp nhận một cái cuộc sống rất là bình dị, đạm bạc. Tuy nhiên, cái thanh danh là họ không có, họ rất là chú trọng, họ rất là chú trọng về việc này. Đây là một pháp mà chúng ta cũng gặp ở trong cái cuộc sống của mình. Nếu như mà mình không có giữ vững được tâm tư trong lúc mình được nhiều người biết đến, thì lúc đó mình bị rơi vào tham ái. Bằng ngược lại, những lúc mà mình bị mất đi danh vọng, bị mất đi cái thanh danh, ở đời mình hay gọi là bị mang tai mang tiếng, thì lúc đó chúng ta bị buồn khổ, thưa quý vị. Hai điều này mình cũng không có thể nào mà né tránh được, mình cũng không có né tránh được. Người ta thường thấy rằng đối với trèo cao thì hay té đau, quả thực là như vậy. Nhất là đối với những người mà nổi tiếng đó, thưa quý vị, trong mọi lĩnh vực, trong mọi ngành nghề, thì cái thanh danh được xem như là rất quan trọng, rất quan trọng đối với họ. Đối với một người bình thường á, thì điều này chúng ta không có bị để ý nhiều lắm, bởi vì đơn giản là không có nhiều cặp mắt nhìn đến, không có nhiều người chú ý đến. Tuy nhiên, đối với một người mà khi đã có danh tiếng, thì lúc bây giờ thực ra mình thích thú, đó là do mình không hiểu thôi. Chứ bên cạnh đó, chúng ta quên đi rằng chúng ta đang bị nhiều cặp mắt đang để ý đến, nhiều cái lỗ tai đang hướng đến. Vì thế mà ở trong những thời đại vua chúa cũng vậy, thưa quý vị,
vị vua nào cũng muốn mình được để cái danh tiếng là một vị minh quân. Tuy nhiên thực tế trong cuộc sống của họ, họ có thật sự là tốt như là được mọi người đồn đại hay không, thì điều đó chính bản thân họ mới biết được thôi. Danh tiếng, thưa quý vị, nó làm cho con người ta có thể là được nhiều người tưng bốc, có thể là được nhiều người ca tụng để đời, nhưng mà ngược lại cũng chính vì điều đó mà lúc mà chúng ta mất đi danh tiếng thì mình cũng bị nhiều người dị nghị, bàn tán và xôn xao. Cho nên vì thế mọi cái sinh hoạt của họ rất là cẩn trọng, nhất là những cái nhân vật nổi tiếng. Mình càng ở cái vị trí, cái địa vị cao bao nhiêu thì cái sự cẩn trọng của họ càng nhiều bấy nhiêu, càng nhiều bấy nhiêu. Chính vì thế mà phải nói là hai pháp này đối với phàm phu trong cuộc sống chúng ta không có hiểu biết một cách đầy đủ, không thấy được tính chất thay đổi vô thường, thì lúc đó tâm tư của mình sẽ bị dao động, rơi vào tham sân, rơi vào tham sân. Quý vị có biết rằng là cái mà làm cho chúng ta dễ dàng tuyệt vọng nhất đó chính là bị mất đi cái danh tiếng, bị chà đạp. Cho nên đối với người xưa, phần lớn họ rất là chú trọng về thanh danh của họ. Họ muốn nhiều người biết đến mình lúc nào cũng được tốt đẹp hết, chứ không có muốn để cho người khác chà đạp trên cái danh tiếng của mình. Đây là điều mà chúng ta gặp ở trong cuộc sống. Cái pháp cuối cùng đó chính là hạnh phúc và đau khổ, thưa quý vị. Lúc mà mình được hạnh phúc, được mọi thứ thuận lợi, thì tâm tư của phu chúng ta rơi vào cái sự thỏa thích, chìm đắm ở trong đó. Còn lúc mà mình gặp phải những cái trở ngại thì lúc bấy giờ tâm tư của mình buồn rầu, khổ sở. Đối với vị thánh đệ tử cũng cần phải nhận ra được tính chất này của cuộc sống. Mình không thể nào mà
muốn cuộc sống lúc nào nó cũng hạnh phúc được hoài. Và ngược lại, chúng ta phải biết đối diện với những cái đau khổ, biết chấp nhận. Nếu như mà chúng ta chỉ có hả hê chìm đắm ở trong những cái hạnh phúc không thôi, thì những lúc mình bị đau khổ, lúc đó mình sẽ không có giữ được tâm tư của mình, chúng ta dễ dàng bị suy sụp. Kể cả trong cái việc thọ dụng vật thực của mình, nó cũng phải có lúc này lúc khác. Đối với cái đời sống hàng ngày, nếu như mà mình cứ quen những điều tốt đẹp, chăn nêm êm rộng, chăn êm nệm ấm, luôn luôn những cái điều thuận lợi nó đến với mình lúc nào mình cũng mong như vậy, thì lúc mà mình không được, không có những điều đó, chúng ta sẽ buồn rầu. Cái khả năng để giữ cho tâm tư của mình có thể được linh hoạt là phải biết chấp nhận cả hai mặt. Ở trong tám pháp thế gian này, thưa quý vị, thật ra đây là một cái chi phần nói theo cái phương diện khác của việc tu tập về tâm đối với thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay suy nghĩ. Nhưng mà được trình bày theo cái phương diện nói theo những cái pháp mà mình thường gặp ở trong cuộc sống khi đối diện với những lợi ích và mất lợi ích, khi được khen ngợi và chê bai, khi được danh vọng và mất đi danh vọng, và khi được hạnh phúc và đau khổ. Trước khi kỳ thực mà đó là một cái cách nói khác của việc tu tập nội tâm, giữ cho tâm không có bị rơi vào tham sân khi mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay suy nghĩ. Nó chỉ là một cái cách trình bày theo cái ý nghĩa của những pháp thế gian mà thôi. Cho nên đối với trường hợp của một người đệ tử, đối với những việc đời, lúc mà chúng ta tiếp chạm ở trong cuộc sống, mình cần phải biết chấp nhận cả cảnh và nghịch cảnh. Mình đừng nên bị thiên lệch ở trong cái trường hợp nào để đạt cái sự thăng bằng. Đức Phật Ngài đã dạy rất là nhiều những cái tình huống tu tập rất là linh hoạt để ứng phó ở trong mọi bối cảnh ở trong cuộc sống. Đối với một trường hợp của một vị tỳ khưu, thưa quý vị, hay là một vị thánh đệ tử, khi mà gặp những thuận cảnh thì cũng có thể tu tập được. Bởi vì thời
mình nên chánh niệm tỉnh giác và suy xét. Đây là những thời cơ thích hợp để cho chúng ta tu tập rèn luyện tâm. Đối với những thời kỳ gặp những cái trường hợp khó khăn, vị ấy cũng có thể tu tập được. Bởi vì đây là những cái thời điểm để cho vị ấy tập nhiếp phục được sự sân hận, sự bất bình. Chính vì thế mà chúng ta cần phải hiểu rõ, biết rõ về hai mặt của thế gian, và y cứ vào đó mình tu tập. Có một số những trường hợp mà những vị hành giả thường hay băn khoăn, thắc mắc khi họ gặp những cái điều kiện thuận lợi trong cái việc tu tập đó, thưa quý vị. Chẳng hạn như có những người họ lại được một cái phước là họ ngồi thiền không có gặp nhiều những cái trở ngại lắm. Không biết tại sao cái thân của họ nó lại rất là ít khi bị đau nhức, hoặc là cái thời gian đau nhức nó đến rất là chậm, trong khi phần lớn tất cả mọi người thì khi mà mình tu tập hành thiền, cái sự đau nhức nó đến rất là nhanh, chỉ sau 15, 20 phút hoặc là 30 phút. Điều này có một vài trường hợp những vị ấy họ nghĩ rằng là bây giờ mình phải kiếm những cái tư thế nào để cho nó có tạo nên những cái cảm thọ khổ để mà quán xét cái tính chất của khổ thọ, như vậy có nên hay không. Thì thưa quý vị, thật ra chúng ta cũng không có nhất thiết cần phải làm những chuyện đó. Nó tùy theo cái bối cảnh của cuộc sống. Dù cho ra sao thì nó cũng có cái pháp tập một cách tương ứng. Chứ mình không có cần phải miễn cưỡng để mà tạo ra bất cứ một cái gì. Nếu như trường hợp mình được về mặt thuận lợi về việc tu tập, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ quán xét coi tâm của mình khi đối diện với thuận cảnh đó, nó có bị rơi vào sự thích thú hay không. Và ngược lại, trong cái trường hợp khác, nếu như mà mình gặp phải những điều bất lợi, xem như là khía cạnh chướng ngại của việc tu tập, thì chúng ta quan sát theo cái phương diện. Khi đối diện với những việc ấy, chúng ta có bị rơi vào sự sân hận, bất mãn hay không. Cho nên chính vì thế mà ở đây chúng ta cứ sống và sinh hoạt một cách rất là bình thường, tùy theo cái nhân duyên và cái bối cảnh cuộc sống riêng của mỗi người, tùy theo cái phước báu cũng như cái thể trạng của mỗi chúng sanh. Cái nào mình cũng có thể tu tập được hết, thưa quý vị. Mình không có cần phải tạo ra bất cứ một cái gì khác thường. Cái người giàu á, như trường hợp những vị chư thiên, họ không có nhất thiết họ phải đi xuống địa ngục họ mới tu được.
họ vẫn có thể ở cảnh giới chư thiên, họ tu tập được. Và trong khi những chúng khác ở trong những cái bối cảnh cuộc sống không được có, không có báo, tuy không có đầy đủ về cơm ăn gáo áo mặc, nhưng mà chúng ta vẫn có thể tu tập được ở trong hoàn cảnh đó. Cho nên thật ra nếu như mà mình không có hiểu được hai mặt của cuộc sống, hai khía cạnh được và mất, khen chê, buồn vui, được danh mất danh, hạnh phúc và đau khổ, thì chúng ta sẽ không có thấy được, cái con đường tu tập. Mình cứ vẫn sống bình thường, bởi vì mình không cần phải tìm kiếm tạo ra bất cứ cái gì hết. Khi mà có ai đó dâng cúng tài vật lợi lộc, hay là mình làm ăn thành công ở trong cuộc sống, trong cương vị của một người cư sĩ, thì lúc bây giờ chúng ta tu tập theo cái trường hợp đó. Khi mà mình bị mất tài vật, hoặc là mình làm ăn thất bại, thì mình cũng tu tập được trong cái trường hợp đó. Tương tự như vậy đối với những pháp còn lại. Cái vấn đề ở đây là việc mình cần phải điều chỉnh nội tâm trước những cái thuận nghịch của cuộc sống, làm sao giữ được thăng bằng, không có để cho tâm bị vướng vào tham ái hay là sân hận. Đó mới là cái điều chính yếu mà chúng ta cần phải làm. Hiểu được như vậy, mình sẽ thấy được và không có những cái đánh giá phiến diện. Bởi vì nếu như mà chúng ta không thấu hiểu á, thì đôi lúc mình cũng có thể nhìn thấy một cái vị khổ hạnh đạm bạc, thì mình tán thán, mình khen ngợi. Nhưng mà khi nhìn thấy vị tỳ kheo mặc y và sinh hoạt ở trong hội chúng có được nhiều những cái sự kính ngưỡng, lúc bây giờ mình đánh giá, mình cho là vì đó không có cái sự tu tập, như vậy nó cũng không đúng đâu thưa quý vị, nó cũng không đúng. Cái gì quan trọng nó nằm ở chỗ là đứng trước thuận nghịch tâm tư của chúng ta như thế nào, chứ còn cái bối cảnh cuộc sống mình không có thể nào mà mình miễn cưỡng được. Và ở trong trường hợp nào nó cũng có cái pháp môn để mà mình rèn luyện được hết, chứ không phải là chỉ có nghịch cảnh là mình mới tu được, mà thuận cảnh thì mình tu không có được. Đây là điều mà chúng ta cần phải nên nhớ. Đó là như vậy. Và bây giờ thì con xin phép được chấm dứt cái phần trình bày ở trong bài học ngày hôm nay. Phần còn lại con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng hãy hoan hỷ điều học cho cái buổi thảo luận của Chư Tăng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sao tôi muốn kính trường để được quy niệm. Và thưa Thầy Sư, Thượng Tọa có được máy vào, nghe được không? Nếu thưa Thầy Sư, dạ. Thưa Thầy Sư, tại sao chúng ta gọi là Pháp Thế Gian?
là của Loka Thamma. Chữ Loka Thamma ở đây được hiểu trong chữ thế gian. Ở đây chúng ta hiểu theo phạm trù trù nào. Chữ Loka có hiểu chung cả ba cõi, hay là chữ Thu Loka đây chúng ta hiểu là cái thương sự của cuộc sống. Xin kính thỉnh Thưa Tòa Thầy Sư. Kính đặt chư tục đức kính thường quý Phật tử. Gọi là Loka Thamma là pháp thế gian. Cái chữ Loka ở đây nó không có bao gồm cả tam giới. Đây là một cái từ nói thông thường. Nói đúng ra đó, thì cái chữ Loka ở đây để chỉ cho chúng sanh phàm phu ở trong cõi dục giới, trong cõi người, chúng sanh phàm phu trong cõi người. Vì đối với các vị phạm thiên sắc giới và vô sắc giới thì không có xảy ra cái tình trạng đạt mất vinh dục khen chê vui khổ. Chỉ có con người của chúng ta ở trong cái cõi dục thì mới có cái lời khen chê, hay là được lợi mất lợi, được danh mất danh. Mặc dù dùng cái từ vô cách, nhưng ở đây không phải là một thuật ngữ. Để chỉ cho Kama Loka hay là Rupa Loka, Arupa Loka là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, như là khi chúng ta nhận định về tâm, những đề về tâm pháp, sắc pháp ở cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cũng như khi mà chúng ta nói thế, một cái câu nói rất thông thường là hễ chúng ta sống ở đời, chúng ta sống trong cuộc sống ngày của chúng ta, mà bạn bè chơi với nhau phản trách ở trước mặt thì họ theo mình, nhưng mà sau lưng thì họ phản mình. Thì như vậy trong trường hợp này người ta nói cái câu ngoài môi như là than thở cảnh đời mà. Thật ra cái chữ đời ở đây đó, nó đồng nghĩa với cái chữ thế thái nhân tình. Cái cụm từ thế thái nhân tình là nó đồng nghĩa với cái chữ chữ Loka cát mà chúng ta xài ở trong cái ngữ cảnh này. Thì chữ thế gian, chữ Loka ở đây chúng ta phải hiểu là như vậy. Trong ngay cái bài học này, cái bài Loka Thamma
Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận mà Thượng tọa Giác Đẳng vừa đưa cho môn của Thầy. Ta thú kính trưng thưa tòa tiểu sư, mà thưa tòa tiểu sư, chúng ta ở đây khi nói về tám pháp thế gian, thí dụ như là với người Phật tử mà biết Phật pháp, khi đối diện với pháp, đối với những khen chê vui khổ, nhất là những điều trái ý nghịch lòng, thì chúng ta có nên quan niệm rằng đó là cái nghiệp quá khứ thì mình phải chấp nhận, hay là do mình làm việc gì sai quấy hay cũng về, do đó mình phải xét lại, mình phải cải thiện. Hay hoặc giả là chúng ta nên nghĩ rằng đời là thế, đời tự nhiên là thế. Ở trong cuộc sống không ai không bị chê, hoặc không ai mà không bị khổ. Thì mình nghĩ là đời nó là như thế, thành ra mình cứ tự nhiên, cứ an nhiên. Thì cái thái độ nào là thái độ mà chính xác, mà hợp tình hợp lý của người Phật tử kính thỉnh thưa tòa thưa sư. Kính bạch Chúng Tăng, kính thưa quý vị, có lẽ là chúng ta nên nghĩ cả ba trường hợp. Đối với một người hiểu Phật pháp thì trước tiên khi gặp cái sự thăng trầm của cuộc sống, trước cái sự khen chê vui khổ, thì chúng ta cũng nên nghĩ đó là quả của nghiệp quá khứ. Nhưng mà chúng ta không phải hoàn toàn là suy nghĩ cái gì cũng là quả của nghiệp quá khứ. Bởi vì cái sự kiện xảy ra trong cuộc đời này có đôi khi nó không phải là do quả nghiệp quá khứ, mà là do bị tác động của hiện tại, của nhân hiện tại cũng có. Khi mà chúng ta làm việc gì xấu, tội lỗi, chúng ta bị người đời khiển trách, chê trách, thì lúc đó chúng ta phải suy nghĩ bằng cái trí tuệ để biết xem người ta khen mình mà khen đúng hay là sai, chê mình là chê đúng hay chê sai. Như là Đức Phật đã dạy cho chúng tỳ kheo, khi mà các vị đi trên đường từ sau khi trở về quê Sa Li, trên đường có thầy trò của một vài đạo sư, ông thầy thì dùng nhiều lời lẽ để chê bai, chỉ trích Phật pháp tăng, chỉ trích Đức Phật và chúng tỳ kheo. Còn người học trò thì trái lại, dùng nhiều lời lẽ để tán thán Đức Phật, ca ngợi chúng tỳ kheo. Với cái sự kiện mâu thuẫn đó, các vị tỳ kheo về đến quê Sa Li ở trong rừng để Mahavana,
thì các vị ngồi lại bàn luận với nhau về cái sự kiện lúc sáng mà phải đi trên đường để Đức Phật Ngài ngồi đến và Ngài bài các tỳ kheo rằng khi bị người ta khen, khi được người ta khen hay bị người ta chê thì các thầy chớ có bị chi phối mà cần phải giữ cái thái độ hành xả và dùng cái trí tuệ để mà quan sát để biết được người ta chê đúng hay là chê sai, khen đúng hay là khen sai. Đó cũng là một cách thứ hai mà chúng ta nên biết. Nhưng mà đối với cái cách thứ hai này thì chỉ với một người Phật tử phàm phu, một vị phàm nhân, chúng ta thì nên suy nghĩ như đối với các bậc thánh như Đức Phật hoặc chư vị A-la-hán thì khi bị người ta khen, người ta chê thì trong trường hợp đó các ngài tự biết rằng đời là như vậy, đời là như thế, bởi vì các ngài đã thanh tịnh, không có lỗi lầm, không có khuyết điểm. Thì trong trường hợp này các ngài không thể không có sự suy nghĩ rằng đây là do sự dụng về của bản thân. Và đối với Đức Phật và chư vị A-la-hán thì Ngài đã đặt gánh nặng xuống rồi, tức là cái hành vi thiện ác Ngài không có, Ngài đã vượt qua bởi vì Ngài đã thanh tịnh họ. Do đó cho nên Ngài không cần phải quan sát về cái nghiệp quả hành chi. Chỉ có một vài trường hợp nào cần thiết thì lúc đó như tôn giả Mokkhalana chẳng hạn, khi mà người ta bao vây và người ta định giết Ngài, người ta xông vào để giết Ngài thì Ngài đã dùng thần thông này tránh. Nhưng mà cho đến lần thứ ba thì Ngài suy xét cái nghiệp quả trong quá khứ, cho nên Ngài ở lại để cho cái bọn côn đồ đó nó giết chết Ngài do cái quả nghiệp quá khứ. Một vài trường hợp Ngài suy xét Ngài. Nhưng mà đối với phàm phu chúng ta đó, nhất là khi chúng ta hiểu Phật Pháp thì chúng ta nên suy nghĩ đến cả ba trường hợp. Chúng ta suy nghĩ rất có thể là quả của nhiều quá khứ, nhờ như vậy mà chúng ta không có đem cái lòng hận thù đối với chúng sanh khác khi mà họ làm khổ mình, hoặc là họ chê bai họ kìm họ phỉ báng mình. Rồi chúng ta nên suy nghĩ xem coi người ta khen hay người ta chê cái điều đó nó đúng hay là sai, cái nào mình có và cái nào mình không có. Nếu như mà mình suy xét mình thấy rằng do mình làm quấy cho nên bị người đời họ chê trách, thì trong trường hợp chúng ta biết
bản thân mình như vậy chúng ta sửa đổi. Cái điều đó cũng hay chứ quý vị. Nhưng mà tất cả đều phải dùng trí tuệ. Nhưng mà sau cùng thì chúng ta mới nghĩ đến cuộc đời là như vậy. Chúng ta nghiệm lại cái lời nói của Đức Phật ở trong Pháp Cú Kinh. Atula nên biết, xưa nay không có cái người hoàn toàn được khen và người hoàn toàn bị chê. Bởi vì nói ít cũng bị chê, nói nhiều cũng bị chê, im lặng cũng bị chê. Nathiloke Adelito, người không bị chê trách không có trong đời. Thì khi chúng ta suy nghĩ cái đó, sở dĩ mà chúng tôi trình bày dẫn chứng như vậy đó, là bởi vì trong cả ba vấn đề ở đây đều có Phật Côn Đức Phật Ngài giảng giải cả. Cho nên chúng ta nên suy nghĩ cả ba vấn đề, nhưng mà chúng ta phải khéo là suy nghĩ cái gì chúng ta cũng phải dùng trí tuệ quan sát. Chúng ta suy nghĩ về nghiệp quả, nghiệp quá khứ, chúng ta cũng phải dùng trí tuệ, chúng ta quan sát, để rồi chúng ta giữ được cái tâm bình thản, chấp nhận. Như rồi chúng ta suy xét về cái sự vụng về của bản thân đó, là để chúng ta sửa đổi, cải thiện lại những gì mà chúng ta làm không tốt, bị người ta chê trách, hay là chúng ta vì chúng ta bộn bề quá cho nên cuộc sống của chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh khổ. Chúng ta sửa được, hoặc là chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta suy tư, dầu cho mình làm tốt như thế nào thì cũng bị đời người trách. Thì lúc đó đó, lúc bây giờ chúng ta mới suy nghĩ cuộc đời là như vậy, thăng trầm là như vậy, tán mộng gió đời là như vậy. Rồi chúng ta quan sát như là một vị thánh đệ tử hiểu pháp, khi gặp thuận cảnh hoặc là nghịch cảnh. Thuận cảnh như là lợi lộc danh tiếng, được khen, được hạnh phúc. Nghịch cảnh như là mất lợi, mất danh, bị chê, bị khổ. Vẻ khéo tác ý nhận thức tính chất vô thường, khổ của sự kiện, nên vì đó không có tham, có buồn phiền. Nhờ vậy mà đoạn tận được tham sân si. Cho nên cái câu hỏi thì đưa ra rất hay, là đã gợi ý cho chúng ta về ba cái thái độ một người Phật tử hiểu Phật pháp. Một người hiểu Phật pháp thì đối trước cái sự khen chê vui khổ nên suy nghĩ theo ba cách đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sao không kính trực Thượng Tọa Thầy Sư? Mà Thượng Tọa Thầy Sư dựa trên cái nhìn của Phật học đó, thì có sự đau khổ nào, có sự trái ý nghịch lòng nào mà nó không thuộc về quả, mà vốn dĩ là điều tự nhiên của cuộc sống. Ví dụ như là bây giờ không ai sống mà không có nhiều cảnh sanh ly tử biệt, điều tử biệt, chia cách với người thân của mình, thì đó có nghĩa là có những nỗi đau khổ mà nó vốn dĩ là như vậy, nhưng mà nó không phải là do nghiệp quá khứ, không phải như vậy, không có, không theo Phật pháp. Xin kính thỉnh thưa.
Kính bạch Thế Tôn, kính thưa quý vị, cái sự khổ nó có nhiều như ở trong cái bộ sông đói, bộ giếng cá. Khi mà nói đến khổ là khổ đế là chăng, thì cái câu trả lời là có những sự khổ gọi là khổ nhưng mà không gọi là khổ đế. Còn khổ đế là khổ mà cũng vừa là khổ đế. Nói như vậy thì có nghĩa như thế nào? Ở đây sự khổ chúng ta có thể nói là khổ do vô thường, khổ quả do nghiệp quả, do nghiệp ác tạo nên sự khổ. Thì khổ đó là khổ thân khổ tâm. Khổ thân là thân thức thọ khổ, và khổ tâm là hai tâm sân thọ ưu. Còn khổ mà do cái sự vô thường nữa, cái chữ lúc khác chúng ta tạm chỗ này chúng ta dịch tạm dịch là khổ, nhưng mà thật ra cái chữ khổ do sự vô thường cái chỗ này không phải là khổ sầu muộn đau đớn, mà cái sự khổ đó là cái sự không giữ được nguyên trạng. Một cái cành cây nó yếu, gió thổi mạnh thì làm cho gãy. Thì cái trạng thái gãy đó gọi là anicche dukkha, khổ do vô thường. Chớ một cái cây gãy hoại, nó hư hoại đó, thì cái hư hoại đó không phải là thuộc về nghiệp quả, mà khổ do vô thường các pháp hành. Cho nên cái này gọi là Afisankhara Dukkha, là hành khổ. Còn chúng ta nói theo cái cách khác thì nó như thế này, là có đôi khi do cái pakatupanissaya pachaya, tức là cái thường cận y duyên, nó cũng phát sanh lên thân thức thọ khổ được. Nhưng mà khổ này phải khổ do nghiệp quả. Thí dụ như một vị họ hành thiện pháp, trong lúc mà hành thiện pháp đó họ cũng gặp cái trường hợp thân thọ khổ. Khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta ngồi lâu chúng ta bị tê chân, hay là chúng ta bị đau khớp gối chẳng hạn, hay đau lưng, thì trong trường hợp này cái khổ đó không phải là khổ do nghiệp quả. Cái khổ này không phải do nghiệp quả, mà là do tác động của một cái sở hành khác, một cái sự kiện khác.
chúng ta đi ra ngoài nắng ấy. Trời trưa nắng nóng mà chúng ta đi ra, chúng ta không có, chúng ta đi bộ ngoài đường, chúng ta không có dù để che, không có đội nón, thì lúc bây giờ nắng nóng, nắng nóng cũng khổ lắm thưa quý vị. Nhưng mà cái khổ đó không phải là khổ do nghiệp quả. Như vậy thì ở đây đó, ở trong Phật Pháp, nhất là trong Phi Diệu Pháp, có phân tích rõ ràng là nếu là khổ khổ, tức là thân thọ khổ, tâm thọ khổ, thì khổ đó có thể là do nghiệp quả. Còn nếu như mà hành khổ, tức là cái khổ này do cái sự vận hành của pháp hữu vi, nó sanh rồi nó diệt, nó có rồi nó mất, thì như vậy cái trạng thái mất đó, diệt đó, chúng ta gọi là đúng khác. Thì cái khổ này là do pháp hữu vi nó như vậy thôi. Hoặc là có những trường hợp khổ do nơi cái bây giờ gác samatthi ngay trong hiện tại. Bây giờ gác samatthi tức là do cái sở hành, cái sở hành không có thích hợp. Thí dụ như hiện tại đó, một người sống quá kỹ tính, hễ ai làm một chút gì trái ý thì người đó bực mình lên, cao có quả quả lên, thì tự họ làm khổ. Cái khổ này lấy khổ do nghiệp quả, mà do cái vô gác, tức là do cái sở hành của họ. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều trường hợp mà chúng ta bị như vậy. Thay vì gặp cái hoàn cảnh đó, nó không đáng để cho chúng ta bị khổ, nhưng mà tự chúng ta chuốc lấy sự khổ bằng cách là tại vì chúng ta quá bực bội, sân giận, hay là chúng ta cho rằng là không làm đúng ý mình, rồi cái mình bắt đầu mình phiền muộn, mình khổ. Thì cái khổ đó nó không phải là khổ do nghiệp quả, mà do nơi bao nhiêu gác, tức là do cái sở hành của chúng ta thôi. Cho nên ở đây đó, cái khổ về nghiệp quả là một lẽ, mà khổ do cái sở hành của chúng ta hiện tại là một lẽ. Rồi khổ mà do nơi cái pháp hữu vi nó vô thường là khổ, thì cái đó là một lẽ nữa. Thì trong ba cách đó đó, chúng ta phải hiểu để chúng ta là một người tu tập, chúng ta mới nhận xét cái khổ nào thuộc về sở hành thì chúng ta nên chỉnh sửa lại, còn cái khổ nào mà thuộc về nghiệp quả thì chúng ta nên làm cái phát thiện nhiều. Như Đức Phật đã dạy rằng ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chỗ đời này như trăng thoát khỏi mây. Thì chúng ta sẽ, mình bị đau bệnh triền miên uống thuốc hoài không hết, thì chúng ta phải tạo cái phước để chúng ta tu tập giữ giới, chúng ta từ bỏ cái sự sát sanh, từ bỏ cái sự hành hạ đến đạt chúng sanh khác, sống với tâm từ, sống với tâm bi nhiều lên. Lúc bây giờ do cái mãnh lực của thiện pháp này, do cái tê chát, gọi là phương giới tê chát, mãnh lực phước báo, thì sẽ giúp cho chúng ta sẽ giảm trừ được cái sự khổ do bệnh tật vân vân. Thì về nghiệp quả thì chúng ta phải xử sự như vậy. Còn nếu như khổ là tại vì cái tâm mình ngút mắt, tự mình chú ấy, mình hay giật mắt người khác, hay là cột quan trái, hay cố chấp, thì khi mà chúng ta biết mình sống như thế này khó,
tối ngày xoay qua xoay lại chúng ta thấy cái gì cũng không được vừa lòng, ai làm cái gì mình cũng không có vừa ý, tự nhiên chúng ta bực bội thì chúng ta khổ, thì chúng ta nên sửa lại cái sở hành của mình, cái tâm tính của mình. Thì như vậy chúng ta có thể giải quyết được. Ở trong cuộc đời này chỉ có một cái khổ mà chúng ta không thể sửa đổi được, ngoại trừ chúng ta làm sao để viên tịnh nước bàn, không còn cái thân của quân hiện hữu nữa, thì lúc đó chúng ta mới không còn cái khổ đó. Đó chính là cái khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Bốn cái khổ trọng đại đó thì chúng ta không thể nào mà chúng ta sửa đổi được. Hay là khổ do vô thường, để ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này, nó có sanh thì tất nó phải có diệt, dĩ vậy thôi. Thì cái khổ đó là chúng ta không thể tránh khỏi. Thì đây là trường hợp mà đây là câu trả lời chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận số 4 mà thường tôi giải đáp vừa đều đến một thời gian. Thú cái chuyện thứ đó, thứ siêu thánh thứ đó gì nghĩ và thứ đó tôi quyền thứ đó có nghe được không? Nếu thứ đó tôi quyền nghe được sinh tình, thứ đó tôi quyền trả lời cho cô thảo luận tiếp theo, cô thảo luận số 4. Thứ đó tôi quyền nha. Hôm nay chúng ta nói về tám pháp thế gian, đó là vinh dục, đạo thất, khen chê, vui khổ. Chúng ta hiểu rằng quả của nghiệp thì nó có cả hai vui và khổ. Nhưng mà nếu để giữ cái tâm bình thản trước pháp thế gian thì chúng ta có nên xem nhẹ nhân quả không? Hay là chúng ta cũng nên quan tâm đến nhân quả? Có nhiều người họ nói rằng mình sống mà mình không sợ nhân quả đó là điều không tốt. Nhưng mà nếu mà đặt nặng nhân quả mà cái tâm mình nó bị xáo trộn, nó tâm mình nó sợ hãi hay nó vui buồn thì đó cũng là chuyện không tốt. Thì tôi tự nghĩ sao về điểm này, kính thỉnh như thế. Nam mô Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ thưa đi chúng nghe rõ, chúng tôi nói rõ. Giờ cảm ơn cô Như Quỳnh cùng đại chúng. Chúng có kính lễ Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến sư phụ từ siêu từ Phật nhất đẳng. Thân tâm minh thành đệ đức quy niệm đệ đức hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và cũng kính thỉnh sư phụ đi nghỉ và kính chúc sư phụ một điểm an lành. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật như vậy, nếu mà chúng ta để giữ một cái tâm bình thản trước cái tám pháp thế gian thì có nên xem nhẹ cái chuyện vui buồn do quả nghiệp tốt, do tốt xấu của nghiệp. Đây là một điều. Nếu như chúng ta bình thản như thế nào thì cái chuyện đó, nếu như là thuận hay nghịch, vui hay là buồn mà nó xảy ra đối với ta, chúng ta bình thản trước cái việc đó thì đây mới chính là một điều hết sức tốt đẹp. Chứ còn bình thản ở đây hay hoặc là chúng ta không có quan tâm, nó tới tới nó cứ trả thì trả, thì cái điều này nó cũng không có đúng, không có giá trị tích cực. Bởi vì có những điều mà chúng ta bình thản nhưng chúng ta cũng biết tránh né những cái điều không tốt, hay coi do những cái phiền não mình phải tránh né, mình phải kham nhẫn, mình phải phòng hộ mới được đoạn trừ, chứ mới nó bình thản mà nó qua chuyện được. Còn nếu như tôi bình thản như cái tích chuyện của một cái bà tín nữ, bà thỉnh chư tăng về để đặt bát, để đại tăng cúng dường, thì lúc đó có một cô tỳ nữ mới đến vỡ một cái tách quý, thì ngài sẽ là Phật sợ cô ta bị sao động trước cái tâm đang cúng dường đến chư tăng, thì mà nói và mới nói rằng bà tỉnh nữ nên giữ cái tâm bình thản
trước những cái việc nhỏ nhặt, hãy giữ cái tâm được tốt đẹp để trọn vẹn phước báo. Thì bà ta nói với em: thưa tôn giả, khi con đang cúng dường đến đại chúng tăng đây, thì con đã nghe một cái hung tin là chồng con đã tử trận rồi, nhưng con cũng vẫn giữ cái tâm bình thản để con làm trọn vẹn cụ phước. Thì Đức Phật, ngài Sa La Phật Kim Sa thú trước cái tâm bình thản, rất giá trị bình thản đó, đó là nó cao cả. Cũng như khi chúng ta đang làm việc trong cái thiện sự, hay trong cái việc tu tập, hay trong bất cứ một, hay là bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta giữ tâm bình tĩnh. Khi sự việc nó đã xảy ra, như cái bà này vừa rồi, chứ chúng ta không thể nào chúng ta nói rằng chúng ta xem nhẹ vui buồn do cái quả nghiệp tốt xấu, không phải vậy. Cái chuyện bình thản là một việc, nhưng chúng ta phải có một cái sự sắp đặt, không phải có một cái sự chuẩn bị trước. Bây giờ mình không lo dọn dẹp chăm sóc trong gia đình hay cái việc riêng của mình, khi bị người ta khiển thì mình nói rằng ôi cho tôi bình thản lắm, ai muốn khen khen, muốn chê chê, trong khi mình quá bẩn, trong khi mình quá là thiếu cái sự dọn dẹp hay cái sự chuẩn bị của mình. Một điều mà nói như vậy, cái nhân bình thản rồi chúng ta coi như là lơ hết tất cả. Có nhiều người nói rằng mình bây giờ mình hãy tập như cái mặt đất, có tôm có thúi có tốt có xấu gì mặt đất này cũng thản nhiên. Cái tâm mà nó như thế đó, nhưng mà chúng ta trải được cái tâm như vậy, mục đích khuyến tu của chúng ta để nó bớt phải phiền não, bớt phải đau khổ. Giữ cái tâm bình thản trước mọi hoàn cảnh xảy ra. Một người như thế này là người ấy có tu tập lớn lắm, chứ không dễ dàng mà giữ tâm bình thản. Như chúng ta không mang cái lá xúc vời, nhưng liệu có làm được không? Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm sẽ là phúc lành cao thượng. Cái giá trị đó đó mới giá trị an lạc. Chớ mà cái chúng ta biết, cái thí dụ bây giờ chú Thuy có những người đệ tử hỏi la nó cũng im, hỏi nó cũng im, nó bình thản trước cái lời nói của mình, thì sao đây quý vị? Nó cũng là một cái tâm bình thản, xem như không nghe nó, không nghe, không thấy, không nghe gì hết trơn. Thì quả thật lúc này có những lúc mình khởi lên những cái bực bội khó chịu, hét la như thế này thế kia, và cuối cùng mình suy nghĩ, nếu như nó bình thản trước những cái chuyện mà nó xem như không có chuyện gì, mà chính mình có nhiều chuyện, tức mình cảm thấy bực bội, cảm thấy khó chịu, thì đây chúng ta tự suy quán lại cái nghiệp của mình liền. Ủa sao lại vậy ta, hình như hơi vậy, đây như là nghiệp à? À, chúng ta suy nghĩ như vậy rồi thôi, cố gắng mà nuốt trôi, cố gắng mà nuốt trôi qua, để giữ cái tâm, khởi lên cái tâm từ tâm bi cho nó an lành cho mình. Chứ còn ôm nguyên cái cục tức đó cứ mang theo hoài thì nó cũng khổ. Giờ mình nghĩ rằng là học trò, là đệ tử, mình phải chỉ như thế này, mình phải dạy như thế kia, nói vậy thì cũng quá là mình cũng quên đi rằng cái chuyện là trong cuộc đời này, cái chuyện thuận nghịch, cái chuyện được vui, cái chuyện mất còn, cái nghiệp thiện, cái nghiệp bất thiện, chúng ta vừa tạo mà Chúa nó cũng vừa trả cho ta. Chúng ta đang tạo tác cái thiện cái ác, và nó cũng đang tạo cho chúng ta cái thiện cái ác, thì đó là tất nhiên. Thì chúng ta phải có sự suy quán như vậy kìa, chứ phải là xem nhẹ cái chuyện vui buồn do cái quả tốt của nghiệp đó, nó sanh khởi. Quả thật thì rất là khó,
Cho nên để giữ tâm bình thản trước tam pháp thế gian thì chúng ta phải tập tu à. Được thua mất còn hoặc là vinh nhục hư bại gì, tất cả chuyện đó chúng ta được hay là mất trong cuộc đời phải tập thôi. Phải tập làm quen với nó, phải tập đối diện với nó. Mình đang thuận duyên thì mình rất là vừa lòng. Còn mình mà nó không được thuận duyên với mình rồi thì đau khổ. Thì kính thưa quý vị, khi chúng ta suy nghĩ được như vậy, khi chúng ta hiểu được như vậy mà chúng ta không có một cái, không có cái mở lòng ra đó, thì đó cũng là một điều mà có thể nói rằng là hại cho chính mình thôi chứ không gì hết. À, cái chuyện mà được mất, vinh nhục, khen chê, vui khổ, nó xoay chuyển của tất cả chúng ta mà. Từ nhỏ tới lớn có nhiêu đây không? Và của cuộc đời mà, gọi là đó là pháp của thế gian, tám pháp thế gian. Yeah. Thì thế gian là thế, nhưng chúng ta nên né, chúng ta không có lũi mà ta để cho người ta phải trách móc mình. Cũng như bây giờ chúng ta bình thản trước các pháp thế gian, cho nên vì vậy mà cho nên xây trở cái gì mình xây trở, mà mình muốn như thế này thế kia thì tất cả những điều đó đâu có được. Mà chúng ta phải có cái gì, phải tạo một cái thiện nghiệp, hay chúng ta phải quyết tập cái thiện nghiệp và tránh ác nghiệp, hay là cái quả xấu, hay là cái nhân tạo cho ra quả, chứ không thể nào mà bình thản được. Cũng như bây giờ là mình do mình không tránh né, do mình không cẩn thận, cái mình bị té bị ngã, mình nói thôi không sao đâu, cái này là do cái nghiệp của tôi, như vậy sao được. Mà chính do mình không cẩn thận, đi mưa thì phải chịu lạnh và dễ cảm, đi nắng yếu thì đừng có ra nắng. Chứ nếu yếu chúng ta ra nắng thì cái từ yếu mà ra nắng nó cũng là chúng ta chưa có đủ cái khả năng mà chúng ta bước vào, thì dễ gây họa cho mình và gây họa cho người, nó khổ đau. Yeah. Thì kính bạch thượng tọa, đứng trên cái nhìn của chính con thì để giữ tâm bình thản trước công thế gian thì có nên xem nhẹ cái chuyện vui buồn tốt xấu của ác nghiệp, của nghiệp đó, nó xuất hiện, nó sinh khởi hay không. Thì ở đây chúng ta biết được cái thiện cái ác đó nó tới với ta, chúng ta nên những tránh cái tạo nghiệp, tránh tạo nghiệp xấu. Và chúng biết rằng cũng như khi chúng ta được lợi thì chúng ta cũng không có phải mừng quá, mà khi chúng ta mất lợi thì chúng ta cũng không phải mà quá buồn phiền. Thì đây là cái này là phải do tu tập, phải do phòng hộ, phải do kham nhẫn, hay là phải do cái sự thường hằng tu tập thì nó mới được đạt được như vậy. Còn không thì chúng ta nên tránh cái nghiệp xấu mà tạo cái phúc lành thì nó đúng hơn. Còn mọi việc thì tập bình thản với nó. Dạ con xin có ra điều trình bày như vậy, nghĩa đức của Di Cầu Mô Túc kính cung thành thượng tọa Nam Mô Bổn Thầy ạ. Sa thú kính trưng thượng tọa tuyệt viện. Đại đức quy niệm có còn ở trước máy và nghe được không? Nếu đại đức quy niệm nghe được, xin thỉnh đại đức quy niệm trả lời cho câu thảo luận số 5. Một lần nữa sẽ được hỏi đại đức quy niệm có nghe được không? Đại đức quy niệm, chúng ta có những người mà tương đối là bình tâm trước những khen chê, nhưng mà có những người rất là nhạy cảm trước những cái lời nói của người khác về chính bản thân, về bản thân mình. Thì nếu mà mình sinh ra mình lỡ là một người mẫn cảm trước những khen chê thì mình nên làm gì để giữ cái tâm bình thản lại? Kính thỉnh đại đức quý niệm.
Dạ, con kính thánh lễ thượng tọa. Chúng bạch thì tăng quý vị ở đây câu thảo luận số 5 thượng tọa Giác Đẳng nêu lên là có một số những trường hợp những người rất là mẫn cảm, tức là muốn nói đến con người nhạy cảm đối với những khen chê của cuộc sống. Vậy trong những cái trường hợp như thế thì mình làm cái cách gì để mà có thể bình tâm được, mà không phải là ít người mà trên thực tế hầu như rất là nhiều người, thưa quý vị, rất là nhiều người, phần lớn chúng ta còn phàm phu thì cái sự nhạy cảm, cái sự nhạy cảm dễ bị tác động giữa khen và chê. Ở đây theo cái mức độ biểu hiện của mình khi mà bị tác động, nó chỉ khác nhau ở chỗ đó thôi. Chứ còn theo như kinh nghiệm của con nhận thấy chính là thượng tọa, có thể nói rằng cái số người mà tuy ở trong cái trường hợp là phàm phu mà có ít bị nhạy cảm đối với khen chê thì cái trường hợp đó nó rất là ít, không có nhiều đâu. Mà ở đây đôi lúc chúng ta thấy có những trường hợp khi mà mình nói một cái lời khen đến một ai đó thì ta sẽ có những cái trạng thái phản ứng là hầu hởi, nó thể hiện ra cả trên gương mặt. Hoặc là đôi lúc có một vài những cái trường hợp sau khi nghe những cái lời khen thì họ tự mãn, họ đi khoe khoang khắp nơi. Điều này nó quá lộ liễu rồi. Còn trên thực tế là có những trường hợp khi những người người ta không có biểu hiện với những cái lời khen ở hoặc là cái lời chê ở trên gương mặt hoặc là những lời nói của họ hoặc những cái biểu hiện hành động, nhưng mà bên trong nó cũng có, bên trong cũng có sự dao động vừa lòng hay là không vừa lòng. Chẳng hạn như có một cái trường hợp như thế này. Hồi đó sư có dạy học cho một vài những cái người Phật tử đó, quý vị. Thì trong số đó có một cái, thì khi mà trường hợp mà cổ học tốt á, tiếp thu bài do mình giảng á, thì khi mà khen cái tiến bộ học tập của cô ấy, cô ấy có cái biểu hiện coi như là rất là vui. Và ngược lại lúc mà chê bai á thì lúc đó cái vẻ mặt nó rất là khó coi. Thì lúc bây giờ mình biết rồi, biết là nó cũng bị dao động. Tuy nhiên khi mà mình làm như vậy vài trường hợp á, đôi khi sư cũng có thú thật với quý vị là đôi khi sư cũng cố tình
Nhưng mà trong những cái trường hợp sau á, thì hình như cổ biết, cổ biết, cổ không có biểu hiện ra cái gương mặt một cách cụ thể. Nhưng mà lúc đó sư mới mới hỏi anh câu, cái này là do coi như là cố gắng gồng, cố gắng gò ép, chứ bên trong khi nghe nói những cái lời như vậy thì có thích hay không, có thích hay không. Lúc đó cổ cũng thành thật, cổ trả lời dạ, dạ có, dạ có. Quả thực là như vậy. Ở đây kính thưa quý vị, cái sự giữ vững được tâm của mình trước lời khen chê, thực ra nó không hề đơn giản chút nào, nó không hề đơn giản chút nào. Đôi lúc chúng ta vì nhận thức được đó là những pháp không nên, mình không nên đắm nhiễm, không nên vì đó mà hả hê quá sức đi đến cái sự rêu rao. Nhưng mà do cái phản ứng, cái thói quen của bản chất phàm phu của mình, luôn luôn lúc nào mình cũng ưa thích những cái lời khen tặng, những lời khen tặng, và chối bỏ những cái lời chê bai, tâm của mình nó vẫn khởi lên một cách rất là mau chóng. Cái vấn đề quan trọng ở đây là mình có phát hiện ra được điều đó hay không. Đây mới là vấn đề quan trọng. Đối với người tu tập thì chúng ta thật ra nếu xét trên cái phương diện của phàm phu thì phần lớn tất cả chúng ta đều là cái người mẫn cảm hết. Mẫn cảm ở đây nói theo cái ý nghĩa là thật ra giữa tốt và xấu, giữa khen chê, mình rất dễ dàng bị tác động, thưa quý vị. Và điều thú nhận, phải thành thật thú nhận là như vậy. Đôi khi chúng ta không có nhất thiết phải thổ lộ một cách lộ liễu, nhưng mà bên trong thực ra nó vẫn có, chứ không phải là không. Bên trong nó vẫn có chứ không phải là không. Chính vì thế mà theo như cái câu thảo luận này, làm cách nào để mình có thể giữ tâm được bình thản, thì điều này nó chỉ có một cái con đường mà thôi. Đó chính là mình phải nhìn thẳng vào những cái thái độ đó khi mà mình tiếp xúc với lời khen hay là tiếng chê. Chỉ có cái cách đó thôi, chứ không còn cái cách nào khác hết. Cái cách mà mình sợ những cái lời khen mà mình trốn chạy á, thì cũng không phải là một cái cách thức toàn hảo đâu, thưa quý vị. Và ngược lại cũng như vậy. Chính vì thế mà mình không thể nào mà mình cấm được người khác khen hay chê mình. Cái điều đó là cái quyền của họ. Cái mà mình có thể làm được đó chính là khi đón nhận những cái lời đó, mình phải điều chỉnh cái nội tâm của mình như thế nào. Đó là việc mà mình cần phải lưu tâm. Và theo như định của con ở đây, kính bạch thượng tọa, là mình cần phải dám nhìn thẳng vào, dám nhìn thẳng vào chính cái trạng thái tâm của chính mình, chính cái trạng thái tâm của chính mình. Thực ra tham sân á, vốn bản chất của nó đúng là pháp bất thiện, chứ không phải là pháp thiện. Nhưng mà thông qua điều đó chúng ta học hỏi được rất nhiều, thưa quý vị. Mình có thể tu tập
từ đó. Chứ không có ai mà tu tập trong một cái tình huống mà không hề có tham hay sân hết. Bởi vì cái người mà hoàn toàn không có tham hay sân thì người đó không có cần phải tu tập nữa. Vì vậy mình phải chấp nhận, mình phải chấp nhận đón nhận mọi thứ và cần phải nhìn thẳng vào, cần phải nhìn thẳng vào cái trạng thái tâm của chính thân mình. Và làm như vậy nhiều lần á thì cái sự nhạy cảm của mình dễ bị rơi vào tham sân, từ từ nó sẽ được giảm thiểu, thưa quý vị, nó sẽ được giảm thiểu. Nếu như mà chúng ta không có nhìn nhận ra được điều đó thì nó sẽ càng phát triển. Trước những lời khen mà mình không có nhìn ra được, mình không có nhận ra được, thì cuối cùng mới đầu là nó khởi lên cái sự thích thú, từ từ là mình cứ thỏa thích, mình thỏa đắm trong đó. Lúc bây giờ mình đi rêu rao, mình lên mặt khinh thường người khác, và nó sanh ra hàng vô số những cái hệ lụy khác. Và ngược lại đối với sân hận cũng vậy nữa. Cho nên chính vì thế mà theo như cái sự nhìn nhận của con, là mình phải cần phải trực tiếp phát hiện ra điều đó. Và từ từ khi mà chúng ta nhìn ngắm ra, thấy ra được chúng, nó tự nhiên nó sẽ giảm thiểu, tự nhiên nó sẽ dần dần không có bị rơi vào trong cái tình trạng mẫn cảm nhiều. Chúng ta không có thể nào mà né tránh được, tránh đâu cũng không được. Cái quan trọng là mình cần phải biết đối diện và chấp nhận, và từng bước tu tập. Đó là cái cách thức hữu hiệu nhất. Con xin phép trả lời câu thảo luận nào. Ở đây là như vậy. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sao thưa quý thân để quy định, Đại Đức Huy Thông, Đại Đức Huy Thông có nghe được không? Nếu Đại Đức Huy Thông nghe được sinh thật chúng ta, Đại Đức Huy Thông mà, Đại Đức Huy Thông Phật Pháp có được không? Ngày xưa chúng ta thường nói đến tác phẩm như là Quy Khứ Lai Từ của Đầu Tiên, nói về một cái đời sống lý tưởng là bỏ tất cả để lên non tìm động hoa vàng ngũ sai. Phật giáo có, Phật Pháp có dạy chúng ta nên lý tưởng hóa đời sống ẩn dật không? Cái tỉnh Đại Đức Huy Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, cái đời sống ẩn dật là cái đời sống mà tất cả, hầu như tất cả những người nho học, giống như là Khuất Nguyên cũng vậy, tôi cũng có nói là hãy về đi thôi, quy khứ lai từ đó. Thành ra người Việt Nam có học nho thì ai cũng đều hiểu điều đó. Nhưng mà trong cái giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì Ngài rất là tán thán cái việc mà sống ở trong rừng. Thí dụ như Ngài Mahakasapa đã hạnh 13 hạnh đầu đà, và 13 cái hạnh đầu đà là một cuộc đời sống mà không có nằm, rồi khổ hạnh ở trong rừng. Nhưng mà Đức Phật đã nói cho Ngài Mahakasapa là về sống gần Ngài, là vì Ngài rất thương. Ngài Mahakasapa cũng lớn tuổi, nhưng mà Ngài Mahakasapa nó xin phép để tiếp tục hạnh 12 hạnh để làm gương cho những người về sau. Cái điều đó thì con thấy là rất là thán phục của Ngài Mahakasapa. Và kính thưa Sư Phụ, đời sống ở trong rừng đó, thì đời sống ẩn dật đó, thì là một cái đời sống mà người bình thường không có làm nổi. Là bởi vì khi mà Ngài sống đời sống ẩn dật trong rừng đó, thì những người hình như là có chư thiên hay là ma vương đó hỏi, thì Ngài mới nói là sống đời sống ẩn dật là cái người đó phải có giới hạnh,
Người mà không có giới hạnh thì không thể nào sống trong sống ẩn dật được, mà người có giới hạnh thì sống ẩn dật là một cái hạnh phúc của họ. Vì vậy cho nên là điều mà người ta sống ẩn dật để sống ngoài thị phi vui khổ, thật sự ra để sống ẩn dật thì không có cái thị phi, không gặp ai đâu mà thị phi. Nhưng mà có lẽ là không có phải là khổ mà chỉ có vui thôi. Vui là chỉ là gì đó, là vì người hành giả đó có nhiều thời gian để tu tập. Và mà dầu cho đã tu tập mà đắc A-la-hán rồi thì người cũng không có tha thiết gì đi ra ngoài sống đời với thế gian nữa. Đã người mà đã rứt khỏi thế gian rồi, tức là người đã đi ra khỏi cái thùng phân rồi, thì làm sao mà trở lại vào cái thùng phân để mình mà sống. Vì vậy nha, kính thưa sư phụ, con nghĩ rằng những người mà còn cái thân ngũ uẩn này, dù được chức niết bàn rồi thì cũng là xứng ẩn dật. Còn cái thật thì con nghĩ là họ là xa lánh cuộc đời, còn ngoài ra họ ở trong cuộc đời là tại vì họ có nhiệm vụ là phải dạy học. Chứ mà đã xa lánh cuộc đã coi như là những cái pháp thế gian là những cái mà không phải thích hợp cho những người đã giác ngộ rồi, là bởi vì người giác ngộ là không còn cần cái gì nữa hết á. Còn nếu mà Đức Phật cứ trở về hoàng cung là để trả ơn những người đã nuôi dưỡng mình, và khi mà trả ơn nó xong rồi đó thì ngài cũng đi, và nhiều người mời ngài nhiều lần ở lại thì ngài cũng đã nói thì để cái người khác ở lại thay thế ngài. Còn những người chúng cũng cần gặp ngài, cho nên ngài phải đi chỗ này chỗ khác để mà giúp đỡ, để mà độ những chúng sanh hữu duyên. Còn chúng ta thì bây giờ cái người mà sự thật ra thì cũng có cái những người bên bên Khổng giáo là cũng là sống ẩn dật, thì con hiện tại bây giờ không còn nhớ để mà nói tên những người đó, nhưng mà những người đó phải thật là những người sống ẩn dật. Thí dụ là Nhan Nguyên là cái người mà ngồi thiền đến để mà quên mình luôn, thì lúc đó ông Khổng Tử mới là hay thay cái tọa vong của cái người đó là rất là giỏi. Sao thú, kính thưa đại đức Quyên Thông, câu trả lời của đại đức Quyên Thông đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của rung Phật pháp Buddha Dhamma. Kính chuyên chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đã lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng con trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn chúng con trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hưởng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa pháp trường tồn sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ Nhật Quỳnh, cảm ơn Nhật Quỳnh tự hiểu. Yeah.
Bunya pa na eva eja yu